Bi kịch cuối đời của đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân. Trần Lệ Xuân sinh năm 1924 trong một gia đình danh gia thế Việt. Mẹ là công chúa Nam Chân, cha là luật sư Trần Văn Chương. Từ nhỏ bà đã chịu ghẻ lạnh thiệt thòi vì sự trọng nam khinh nữ. Năm 19 tuổi bà lập gia đình với ông Ngô Đình Nhu, em Ngô Đình Diệm, tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Bà được coi là đệ nhất phu nhân vì ông Diệm không có vợ, vốn thông minh xuất chúng. Bà nhanh chóng trở thành dân biểu quốc hội, chủ tịch phong trào phụ nữ liên đới, đưa ra đạo luật gia đình cấm người đàn ông lấy hai vợ. Không chỉ giỏi về chính trị, bà còn là biểu tượng của sắc đẹp và gu ăn mặc thời thượng, là người khởi xướng chiếc áo dài cổ thuyền lưu truyền tới ngày nay. Tuy nhiên, bà cũng có những vấn đề gây sốc làm cho không ít người bất bình, đặc biệt là những scandal tình ái, ngoại tình và đà phá tôn giáo gây oán thù khắp nơi. Năm 1963 xảy ra đảo chánh, ông Diệm và ông Nhu đều bị sát hại. Bà sống lưu vong ở Paris và lần lượt chứng kiến 10 cái tang trong gia đình, điển hình là con gái ruột qua đời vì tai nạn giao thông, cha mẹ bà bị chính con trai ruột sát hại. Kể từ đó bà sống như một người khổ tu, ăn uống kham khổ, giam mình trong bốn bức tường không màng dư luận cho tới ngày tạ thế.